Ngày đó tôi đã dính một chấn thương khá nặng và tôi đã bị đau bả vai. Tôi không thể trở thành một thủ môn chuyên nghiệp như mong muốn của bản thân tôi. Tôi có cảm giác khá là thất vọng với bản thân. Nhưng không sao, mọi chuyện bây giờ đã ổn. Và bóng đá vẫn luôn là số 1 đối với tôi. Kính chào quý vị khán giả, với những ai đến bóng đá là số 1 thì họ luôn có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện tình yêu của mình, dù là trực tiếp xem hay là trực tiếp ra sân để thi đấu. Thế nhưng điểm chung của họ đó chính là luôn đặt bóng đá ở vị trí số 1 trong tim. Và ngày hôm nay khách mời của chúng tôi, diễn viên MC Tuấn Tú. Vâng, và anh cũng chính là một người có sự kết nối đặc biệt với trái bóng tròn. Và chào mừng anh Tuấn Tú cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bóng đá là số 1. Tuấn Tú đã chia sẻ rằng anh là một thủ môn. Thế nhưng quả thực là khi theo dõi, nhìn thấy anh Tuấn Tú thì tôi cũng không thấy có một điểm chung nào của anh với cả bóng đá cả. Vậy cơ duyên nào đã đưa anh đến với bóng đá? Ngày nhỏ thì tôi rất hay ra sân cùng với bố tôi. Thực sự là tôi rất là mê câu lạc bộ, hai câu lạc bộ là ngày đó là Công an Hà Nội và Thể Công. Thì tôi đã đều chọn hai câu lạc bộ đó để ăn tập. Đầu tiên thì tôi ăn ở tập trung và tập ở trên tận Sóc Sơn cơ, đội trẻ của Hà Nội, U15. Sau đó tôi chuyển sang U16 của Thể Công, rồi lên U18 và lên đội 2 của Thể Công. Và đến lúc đó thì tôi bị dính một chấn thương ở bả vai. Sự nghiệp thi đấu của tôi phải dừng lại. Em thấy ở phần đầu anh chia sẻ là anh thích hai câu lạc bộ Công an và câu lạc bộ Thể Công. Mà rõ ràng là đây là hai đối thủ của nhau. Lý do vì sao lại như vậy ạ? Bởi vì là đội Công an Hà Nội ấy, là một cái đội mà tôi rất là thích cái lối đá máu lửa của Công an Hà Nội. Và tôi thích cầu thủ Minh Hiếu. Tôi mê Thể Công là bởi vì Thể Công có rất là nhiều thủ môn giỏi, có thủ môn Tiến Anh này. Đấy, nói chung là và ngày xưa đặc biệt là rất là mê chú Trần Văn Khánh. Anh có thể kể một chút về quá trình đã cùng ăn tập ở một cái lứa tuổi. Đó là một quãng thời gian thật sự là đẹp với tôi. Đêm ngủ tôi vẫn mơ thấy Peter Schmeichel, ngày tôi cũng nhìn ảnh Peter Schmeichel, bởi vì ngày đó thủ môn Peter Schmeichel ấy của Manchester United là thần tượng của tôi. Và chính vì điều đó, khi mà tôi vào bóng đá là tôi chọn ngay vị trí thủ môn. Lúc mới vào đội thì tôi cũng chỉ cao hơn các bạn một chút thôi. Nhưng mà càng vào trong đó ăn tập thì tôi lại càng thấy tôi cao lên. Anh có những cái thành tích nào mà đáng nhớ nhất ạ? Tôi có được chức vô địch của U15, U16, U15 với Hà Nội, U16 với Thể Công và một số các cái giải nữa. Thú thật là cái lý do mà nghỉ bóng đá thì nó có hai cái yếu tố. Một là lúc đó tôi thi đỗ đại học mất rồi. Và khi mà tôi thi đỗ đại học thì nói thật là tôi áp lực cả phía gia đình nữa, và tôi cũng đang chấn thương nghỉ ở nhà nữa, cho nên là mẹ tôi có ngồi khuyên tôi rất là nhiều. Và tôi thì cũng mất một tuần tôi ở trong phòng và tôi ít tiếp xúc với cả bên ngoài. Cuối cùng thì tôi cũng đã có một cái quyết định là thôi tôi không chữa cái chấn thương này nữa. Vậy anh có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một huấn luyện viên bóng đá hay là trở thành một huấn luyện viên thủ môn không ạ? Nếu như tôi theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp và tôi được lên đội hình 1 thì chắc chắn tôi sẽ làm huấn luyện viên. Tôi rất là thích cái công việc huấn luyện viên. Ngày đó cũng tôi còn có xuất hiện ý định là thôi thì mình không làm được cầu thủ bóng đá thì tôi sẽ làm một trọng tài cơ. Có một người bạn của tôi đã rủ tôi đi học trọng tài, nhưng mà rồi suy nghĩ mãi thì thực ra trọng tài cũng không phải là nghề tôi yêu mến. Em thấy là ở trong những bộ phim mà anh Tuấn Tú tham gia đóng thì có rất nhiều những cái cảnh quay có liên quan đến bóng đá. Tức là ở trong phim Về Nhà Đi Con em cũng thấy có. À, mà Phung Thành nào mà cháu thủ môn nhỉ? Cứ sút bừa mới vào được chứ. Chị Huệ nhà cháu không phải là để chú sút bừa nhá. Chú sút thử tế. Được chưa? Thế lên nhỉ? Lên. Về đi. Lên luôn. Yes. Yeah. Lúc đó vì sao mà anh lại ví von hình ảnh như vậy ạ? Đó có phải là một câu trong lời thoại đã được chuẩn bị trước không ạ? Không, trong bộ phim Về Nhà Đi Con này cũng là một cái bộ phim mà anh đạo diễn anh Nguyễn Danh Dũng ấy, cho những diễn viên chúng tôi được hòa sức sáng tạo. Chính vì thế mà những cái câu này hoàn toàn là do chúng tôi tự nghĩ ra. Vậy ở ngoài đời thì anh có sút bừa không hay anh sút tử tế vào những quyết định của mình ạ? Không, ngoài đời thì sút tử tế chứ. Làm vậy sao thì, dám sút bừa? Vậy thì ở ngoài đời anh sẽ nhận mình là một tiền đạo hay là nhận mình là một thủ môn ạ? Tôi vẫn nhận tôi là một thủ môn.
nếu như vợ mắng thì mình cũng làm một thủ môn. Mình luôn luôn mình phải sẵn sàng để che đậy này, rồi bay lượn để mà né, đúng không? Vậy có nhiều chiến thuật. Và bà xã có thường xuyên xem bóng đá với nhau không ạ? Vợ tôi thì không thích bóng đá, rất tiếc điều đó, và thực sự là cái điều đó là đã khiến cho vợ chồng tôi thường xuyên phải xa nhau trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, là bởi vì tôi sẽ phải xuống tầng 1 để xem trận bóng đá xong. Mà trong phim Anh Có Phải Là Nông Không thì em cũng thấy là có một cảnh anh cũng mặc áo bóng đá và cùng cổ vũ bóng đá cùng với những người bạn trong phim của mình. Tạt vào, chuyền ra bên cạnh, sút vào rồi, ha ha, vào rồi, tuyệt vời, đá phải như thế chứ đấy. Này, nó khách ghi bàn mà. Fan đội nào? Thì đội nào hay tôi cổ vũ đội đấy. Tôi fan trung lập. Này, ông là cái loại fan rửa mặt nhá. Đây là tôi phải nịnh mãi. Anh Trịnh Lê Phong mới cho tôi mặc cái áo của câu lạc bộ tôi yêu mến ấy, là mới. Đây là Manchester United. Đúng rồi. Sút, sút vào. Hay quá cơ. Hay quá, đá phải như thế chứ này. Bị điên hả? Nó phát lại phao nãy mà. À. Vậy đó có phải là cuộc sống bên ngoài của anh Tuấn Tú không? Đúng, cuộc sống bên ngoài của những người đàn ông nói chung, tôi thấy là mà họ có cái niềm đam mê bóng đá rất là lớn. Với những người bạn của tôi thấy họ luôn luôn nói chuyện về bóng đá và ngồi uống với nhau một chút sau khi rất đá một trận bóng thì dễ không? Làm quen với nhau hơn. Chính vì thế mà Duy Anh đã đến gần hơn được với hai bạn kia, và ở trong bộ phim Anh Phải Đàn Ông Không thì đúng là chúng tôi làm quen với nhau ở trên sân bóng và kết thúc cũng bằng một trận bóng. Đội mình có vô địch được hay không ấy là nhà ông hết á, đừng áp lực quá, cố lên. Hay quá vậy anh ơi. Yes. Ê. Ê. Để ăn mừng đi ông ơi. Mất rồi. Bây giờ anh còn giữ một cái tình yêu đối lập như của công an Hà Nội với thể công bằng cách là anh yêu Manchester United và yêu cả Manchester City không ạ? À, thực sự ấy, cái lúc mà Manchester United rơi xuống đáy vực, cái thời mà trước khi Erik Ten Hag đến ấy, thì thực sự là tôi không còn niềm tin nữa. Mỗi khi bật lên xem làm cho tôi cảm thấy bị khó chịu, cảm thấy bị cáu gắt, và đã một lần tôi đã cáu đứa con tôi bởi vì lúc đó đang thua mà lại còn tắt tivi của tôi. Cái thời gian gọi là đáy vực của Manchester United thì tôi đã mon men để tôi xem Manchester City, thì tôi thấy là họ đã hay thật và họ đã nhuần nhuyễn thật. Và cho từ đến khi tận bây giờ thì Manchester City vẫn quá tuyệt vời, là một đội bóng mà không ai có thể tìm ra công thức để cản phá. Khó. Vậy thì khi mà được trực tiếp đến Old Trafford và trực tiếp đến Etihad để theo dõi trận đấu thì cảm giác của anh như thế nào? Có khác không so với việc là mình ngồi trước TV để xem trận đấu ạ? Khác nhiều. Khi mà chúng ta đã được vào một trận đấu ở tại sân của châu Âu đi, và đặc biệt là ở Anh, thì chúng ta thấy rằng cái sự gần gũi của nó với sân của Anh thì cái mặt sân cỏ tôi rất là thích, khi mà họ làm cao lên như thế này và chúng ta ngồi gần như là nhìn được gần họ, như là gần sát với luôn cả thần tượng của mình, đúng không? Rất là thích, và thỉnh thoảng có những quả bóng nó đá được vào người khán giả thì rất là thích, và mọi thứ nó cảm thấy gần gũi, và cái tốc độ của bóng đá Anh nó rất là nhanh, cho nên là mình xem mình không hề cảm thấy mệt. Vâng, rất đó là nhanh. Lý do vì sao mà ngoại hạng Anh mệnh danh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, đúng không? Nhưng bây giờ tôi cũng xem thêm một số giải nữa, ví dụ như giải Pháp này, hoặc là giải hạng nhì Pháp có Pau FC này, có Quang Hải này, rồi cũng xem cả giải Italia, rồi giải Tây Ban Nha cũng rất là hay. Và bây giờ thì phải nói là trình độ bóng đá của các nước đã tiến sát hơn rồi. Vậy anh Tú nghĩ thế nào về vị trí thủ môn ở các đội bóng trên thế giới? Bởi chúng ta có thể lấy một ví dụ như là Courtois là một thủ thành rất là xuất sắc trong màu áo của Real Madrid, và thậm chí là ở trận chung kết C1 vừa rồi thì anh ấy là một điểm tựa rất là vững chắc. Người ta nói không sai đâu. Ngày trước Tú cũng đã làm thủ môn rồi, và thực sự thủ môn là một nửa đội bóng. Khi mà một thủ môn cản phá được những bàn thắng 10-10 rồi ấy, thì sẽ làm cái tinh thần của đồng đội lên rất là cao. Và thực sự lúc đó khi những thủ môn đã thăng hoa rồi ấy, thì cái sức phản công của các đội bóng sẽ được đẩy lên rất cao, bởi vì họ thấy rằng họ vừa thoát chết. World Cup cũng đến rất gần rồi, anh chờ đợi điều gì ở kỳ World Cup sắp tới ạ?
Đây là một kỳ World Cup tôi thấy rất đặc biệt. Thứ nhất là không phải diễn ra mùa hè rồi, và ở một đất nước rất là đẹp mà tôi cũng đang ước mơ được đến đất nước đấy. Nhưng mà bây giờ đặt phòng khó quá. Bây giờ chi phí rất là đắt đỏ đấy anh Tuấn Tú nhé. Rất đắt và không đặt được phòng. Thật sự là hôm nọ tôi có mon men lên mạng để tôi xem phòng rồi, nhưng mà bây giờ không còn một phòng nào trống cả. Anh thấy là anh Tuấn Tú là một cổ động viên cực kỳ cuồng nhiệt đấy. Mê lắm. Vậy anh sẽ cổ vũ cho đội bóng nào tại World Cup sắp tới? Brazil, mùa 2018 thì tôi rất là cổ vũ và rất hy vọng đội tuyển Bỉ sẽ lên được chức vô địch. Nhưng mà tôi nghĩ là mùa này thì khó rồi, bởi vì mùa này Bỉ bây giờ các cầu thủ cũng đã lớn tuổi hơn. Kevin De Bruyne thì vẫn hay, nhưng mà sát cánh cùng anh ấy như Lukaku rồi các thứ thì các anh ấy lại chưa có phong độ tốt. Tôi thấy năm nay Brazil mạnh quá. Brazil đến thủ môn dự bị là cũng là những thủ môn mà các tuyển quốc gia khác rất là cứng rồi. Anderson chẳng hạn, anh ấy vẫn phải dự bị đấy, mà trong khi đấy anh ấy bắt chính ở Manchester City nhưng mà vẫn không qua được Alisson Becker. Tôi thích cái phong cách của Alisson Becker, của thủ môn của Brazil. Anh ấy rất điềm đạm. Anh ấy có thể là không có nhiều quả phát bóng phản công xuất thần. Alisson Becker có một cái lối bắt tôi thấy là rất là chắc chắn. Và anh ấy không phiêu lưu. Và cái điểm quan trọng nữa là cái tinh thần của anh ấy rất là vững. Ngày hôm nay em cũng có một thử thách nho nhỏ muốn dành cho anh Tuấn Tú. Đó chính là em muốn anh Tuấn Tú một lần nữa được làm thủ môn. Em sẽ là cầu thủ để ghi bàn. Thế nhưng level khó hơn một chút, đó chính là anh phải bắt bóng nhưng không nhìn thấy gì cả. Tôi lại tưởng bắt bằng chân, nhưng mà bắt bằng tay, nhưng mà bịt mắt. Bịt mắt. Khó thế ạ. Vậy thì anh có sẵn sàng với thử thách của chương trình không ạ? Vâng, sẵn sàng thôi. Vâng, ngày hôm nay một cầu thủ nghiệp dư gặp với một thủ môn đã từng chuyên nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng xem là liệu ai là người giành chiến thắng trong thử thách này nhé. Bây giờ sẽ là thử thách của anh Tuấn Tú, xin gửi anh. Phải bịt vào mắt à? Vâng. Thủ môn chuyên nghiệp mà lại thi đấu theo kiểu không chuyên nghiệp thế này. Anh phải lùi lại một bước. Lùi lại bước để tôi xem cái khung thành của tôi ở đâu đã. Em sẽ sút 3 quả nhá. Bây giờ là với tuổi già sức yếu rồi, cho nên là em cố gắng sút cho chính xác nhé. Đừng vào những vị trí mà anh không bắt được. Em cũng là một cầu thủ rất nghiệp dư, chưa bao giờ làm quen với trái bóng cả. Chưa làm quen với trái bóng đúng không? Khi nào sút thì phải bảo nhá. Có vào chưa? Có vào chưa? Em sút một quả rồi đấy. Một quả rồi à? Nhưng mà có vào chưa? Thế là chưa vào đâu, anh đã bắt được đâu. Quả thứ hai này, thủ môn này trông dáng hơi co ro một tí nhá. Em bảo là cái khung thành nó chỉ có thế này thôi thì phải co người xuống đi. Chuẩn bị này. Rồi. 1, 2. Anh phải có những pha bay người thật sâu cơ chứ. Không thể bay được, bây giờ mà bay là gãy xương em ơi. Có vào không? Không vào anh ạ. Phản xạ với trái bóng của anh vẫn rất là nhanh nhẹn đấy chưa? Thực ra thì tôi thấy cái khung thành này bé quá, thì là cái người tôi là nó đã đủ cái khung thành này rồi. Anh Tuấn Tú cảm thấy như thế nào về thử thách của chương trình ngày hôm nay ạ? Cảm thấy rất vui, tôi nhớ lại rất là nhiều cái thời gian mà tôi đã từng là cầu thủ. Và đến bây giờ thì tôi lại là trở thành một cái người rất là đam mê bóng đá như thế này. Và không chỉ anh Tuấn Tú đâu, mà tất cả những quý vị khán giả theo dõi chương trình Bóng Đá Là Số 1 chắc chắn là cũng sẽ luôn để bóng đá ở một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại ở những Bóng Đá Là Số 1 tiếp theo.